Xin chào các bạn, quay lại với kênh xây dựng hệ X. Thì ngày hôm nay chúng ta cùng vào bài thực hành chương 3. Thì ở chương 3 này, nó sẽ ở cấp độ khó hơn một chút so với chương 1, chương 2. Thì về các chương về sau thì nó sẽ càng khó hơn. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài thực hành chương 3, tính lún theo phương pháp cộng lún từng lớp. Phương pháp tính lún là chia đất nền dưới đáy móng thành nhiều lớp có chiều dày từ HI từ 0,2 đến 0,4B. B là chiều rộng của móng. Ta sẽ tính lún, vẽ biểu đồ ứng suất do trọng lượng bản thân đất, vẽ biểu đồ ứng suất do ứng suất gây lún gây ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào bài. Đầu tiên chúng ta sẽ tính bài 1, tính lún cho móng sau có hình vẽ như sau. Chiều sâu chôn móng là 1,8m và ở đây có 10 lớp đất. Và ở đây chúng ta chia thành 10 lớp đất và có 2 lớp đất. Lớp thứ nhất là 3,3m và lớp thứ hai là 3,5m. Chia 10 lớp đất, mỗi lớp thành 0,5m. Ở đây có một bảng cấp áp lực đất, hệ số giống E này. Yêu cầu của bài toán đặt ra là vẽ bảng và nhập số liệu theo các mẫu sau. Tính lún cho móng theo phương pháp cộng lún từng lớp. Chúng ta sẽ nhập vào bảng E, bảng ứng suất, tên lớp và tên điểm. Sau đó chúng ta sẽ có một bảng tính lún móng 11. Mục đích là tính ra tổng độ lún. Sau đó chúng ta sẽ dùng bảng nội suy để tính ra lún. Ở phần Excel này, chúng ta sẽ có bảng độ rộng E, áp lực của đất, tên lớp và tên điểm. Bây giờ chúng ta sẽ vào từng bảng. Để tiến nhập số liệu thì các bạn sẽ thu gọn ô cửa sổ phần Excel. Và chúng ta sẽ nhập L1 là bằng 0,687 meter, 0,65, 0,625, 0,612, 0,605. Lý các bạn là các bạn có thể dừng video để các bạn nhập theo. Các bạn có thể nhập không kịp, các bạn sẽ dừng video và các bạn nhập. Sau đó các bạn tiếp tục xem video và các bạn nhập. Lưu ý các bạn là khi các bạn học thì các bạn có thể vừa học vừa đọc sách. Các bạn nên đọc lý thuyết trước, sau đó mới đến thực hành. Như thế thì việc xem bài sẽ dễ hơn và sẽ dễ dàng hơn, sẽ hiểu bài hơn. N3 0,6 0,654 0,632 0,613. Vâng, bây giờ mình đã nhập xong cái độ rộng E này. Tiếp theo là ứng suất trung bình của nó. Thì ứng suất trung bình của nó là ở đây, trên này. Đây, cái phần đường thẳng này. Còn đây là ứng suất gây lún. Chúng ta sẽ nhập ứng suất trung bình trước. Ứng suất bản thân nhé. Ứng suất bản thân. Không phải là ứng suất trung bình nha các bạn. Ứng suất bản thân. 0,2. 0,3. 0,4. 85. Việc nhập này là nó sẽ lâu hơn tí các bạn, nhưng mà nó sẽ là một lần và những lần sau chúng ta sẽ tự động hóa bằng phần mềm Excel. Chúng ta chỉ cần nhập một lần. 0,632, 0,6, 81. Không phải sáu, không phải bảy, ba mốt, không phải bảy, tám không, không phải tám, ba không, chín, không phải tám, bảy chín,
0.9 29. Bên này chúng ta sẽ nhập công suất đây luôn, 1.8 15 1.7 34. Chúng tôi nhanh nhận này nha. Sau khi kết thúc cái bảng này, chúng ta nhập dữ liệu sang bảng tên điểm trên và điểm dưới. Thì điểm trên điểm dưới các bạn để ý là trên là 0 và dưới là 1. Ở lớp 1, lớp 2 thì đã có điểm trên là 1, điểm dưới là 2. Vậy chúng ta sẽ điền ở đây là 0, điểm trên là 0, điểm dưới là 1, lớp 1. Rồi sau đó chúng ta sẽ ở hàng dưới này chúng ta chuyển bằng 0 cộng thêm một số. Chúng ta kéo qua, click vào. Đúng rồi. Chúng ta quét hai cái. Ctrl D. Chúng ta sẽ ra điểm điểm 10 là 9 10 trên và dưới. Chúng ta điểm 5 này. 1 2 3 4 5. Chúng ta kiểm tra lớp thứ 5. 5 là điểm trên là 4, điểm dưới là 5. Đúng rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ qua phần tên E. Tên E thì chúng ta sẽ tìm theo cấp áp lực 0 này và tên L1 chúng ta sẽ bằng 0 và chúng ta ấn Shift 7 thêm dấu ngoặc kép L1. Cái này là tên chúng ta cần cần nhập là L1. Ta sẽ đặt tên hoa. Chúng ta đóng ngoặc Enter. Chúng ta sẽ có tên 0 và L1 tương ứng với cái điểm này. Chúng ta kéo xuống, kéo xuống đến điểm L4, 4L1. Rồi tương tự chúng ta kéo xuống để chúng ta nhập. Ở đây chúng ta sẽ chuyển thành là 0 và L2. Đổi tên cái này thành L2. Enter. Chúng ta kéo xuống thành 4 điểm. Rồi tương tự chúng ta kéo xuống luôn. Cái này là thành 0. Chúng tương tự như trên. Và cái này là thành L3. Vậy là chúng ta đã có rất nhiều điểm giống thẳng hàng. Cái E này sao? Cái E này chính là bằng cái điểm 0 và L1 chính là bằng. Đây chúng ta click vào đây, C4. Rồi chúng ta kéo xuống điểm số 4 và dừng lại. Và tiếp tục điểm L2 chúng ta cũng bằng. Ở đây. Kéo điểm xuống số 4 và dừng lại, bằng. Tiếp điểm L3. Kéo xuống. Tiếp và bằng. Ok, như vậy chúng ta đã có một bảng tên E. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là sẽ đặt tên. Đặt tên cho từng bảng. Đây chúng ta quét. Quét bảng này. Chúng ta quét bảng này. Chúng ta đặt tên vào phần mục formula này. Vào phần define name. Và chúng ta đặt tên cho nó là bảng ứng suất. Chúng ta đặt tên là ứng suất. Ứng suất. Ok. Tương tự với bảng tên lớp này, chúng ta cũng quét và đặt tên cho nó là tên lớp. Ok. Và bảng này chúng ta sẽ đặt là lọc E. Ok. Tiếp theo, trong đoạn này chúng ta sẽ qua phần tính lún. Tính lún chúng ta sẽ có lớp đất là L1 sẽ bằng L1. Đây chúng ta chỉ ghi tên thôi. Chúng
chọn D. Chọn D. Có 4 lớp đất. Cái này chúng ta đặt lớp 2. OK. Rồi. Xong chúng ta sẽ điền lớp phân tố. Lớp phân tố là từng lớp đất. Ở đây chúng ta có 10 lớp đất. Đây, các bạn thấy chúng ta có 10 lớp đất. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Chúng ta sẽ đặt nó là 1. Đó, các bạn kéo xuống. Ở đây chúng ta sẽ đặt là bằng 1 cộng 1. Kéo xuống ở đây. Rồi, ok, chúng ta được 10 lớp đất. HI ở đây là khoảng cách lớp đất trên và lớp đất dưới là bằng 0,5m. Đặt tên là 0,5m, 0,50. Rồi, ok. Đoạn này chúng ta sẽ làm lại. Rồi. Rồi chúng ta sẽ qua cái phần này. Lớp ở đây sẽ bằng phía lớp phân tố bên này. Và chúng ta kéo xuống. Điểm trên. Điểm trên chúng ta sẽ dùng hàm VLOOKUP để chúng ta dò tìm bằng VLOOKUP. Lớp 1. Và chúng ta sẽ dò tìm tên lớp. Vậy cột là cột bao nhiêu? Cột số 2. Và tìm như thế nào? Tìm chính xác. Ta enter ra điểm. Chúng ta tìm được một điểm trên là điểm 0. Các bạn thấy đây, chúng ta lớp thứ nhất tìm được điểm trên là điểm 0. Đó. Các bạn kéo xuống. Rồi, chúng ta đã có từng lớp. Còn điểm dưới. Điểm dưới chúng ta cũng nhập hàm dò tìm. Chúng ta bằng VLOOKUP. Lớp 1. Vậy tên lớp. Vậy cột số 3. Tìm chính xác. K4 tên lớp. K4 3. Được trừ 1. Chúng ta xem nó bị lỗi gì không. Chúng ta xem chúng ta đang nhập dấu trừ ở trước nên nó bị lỗi. Rồi, ok. Rồi, chúng ta OK. Ở điểm 1 này, hàng cột số 3, các bạn nhìn sang bảng tiếng E đây. Đây, đây là cột số 3. Đây, 1, 2, 3, điểm trên, điểm dưới. Tìm theo tên E. Chúng ta kéo xuống. Và chúng ta được lớp 1, điểm trên là 0, điểm dưới là 1. Theo thăm dò tìm. Tiếp theo là ứng suất bản thân. Ứng suất bản thân trên thì nó dò tìm ở đây. Ứng suất bản thân trên đây. Ứng suất bản thân trên ở đây. Và nó sẽ dò theo điểm này. Các bạn, bây giờ chúng ta sẽ dùng hàm dò tìm để chúng ta tìm ứng suất bản thân. Rồi, chúng ta sẽ bằng VLOOKUP. Dùng hàm VLOOKUP để chúng ta tìm kiếm. Điểm trên là 0. Chúng ta kích vào. Vậy. Và nãy ta đặt tên là ứng suất. Ta gõ ứng suất. Vậy 2. Cột là cột số 2. Và chúng ta tìm chính xác.
các bạn ấn phím tab để các bạn nhập lệnh nha. Ấn phím tab để chúng ta enter lệnh. Ok, chúng ta tìm được điểm trên, ta kéo xuống. Tương tự với ứng suất bản thân ở dưới bằng VLOOKUP tab và điểm dưới 1. Vậy ứng suất cột số 2 và tìm chính xác, enter. Đúng chưa? Enter. Rồi chúng ta được ứng suất trung bình, ứng suất bản thân ở dưới. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua là tính cái này xong, chúng ta sẽ tính PLI. PLI này các bạn đọc lại lý thuyết nha. Các bạn đọc lại lý thuyết là công thức của nó thế nào. Công thức sức của nó là ứng suất bản thân trên cộng với ứng suất bản thân dưới chữ thứ hai. Các bạn đọc cái này các bạn sẽ hiểu ngay. Rồi sẽ bằng, chúng ta sẽ lệnh dùng lệnh khác. Chúng ta sẽ dùng lệnh lỗi if row và lệnh row làm tròn số if bằng mà trước được nha. If row nếu mà lỗi, rồi sau đó chúng ta dùng hàm row làm tròn số ứng suất bản thân trên cộng ứng suất bản thân dưới chữ thứ hai, mặt chữ thứ hai. Rồi phải chữ thứ hai phải làm tròn là ba con số. Rồi chúng ta đóng mặt lại. Rồi phải nếu mà lỗi ở đây không có dấu trừ, không có dấu phẩy, chúng ta đóng mặt lại. Ta sẽ xem xét lại. Bây giờ mình sẽ lập nhập lại lệnh nha. Mình quên mất lệnh này. Yep raw. Tab row. Thêm một ngoặc nữa. Trên cộng dưới đóng ngoặc chia 2 vậy 3 là 3, không còn 3 con số vậy. Rồi chúng ta đóng ngoặc vậy nếu mà lỗi thì đóng hai ngoặc kép nghĩa là không có gì hết, rồi enter. Rồi chúng ta được, sau đó chúng ta kéo xuống. Rồi chúng ta là chuyển sang ứng suất gây lún. Thì ứng suất gây lún chúng ta cũng dùng hàm dò tìm để chúng ta tìm nó bằng điểm trên này L4 này. Vậy ứng suất ở bây giờ gây lún nó sẽ là ở cột 3. Vậy tìm chính xác, enter xuống. Rồi ứng suất gây lún ở dưới bằng VLOOKUP điểm dưới N4 vậy ứng suất vậy cột 3 tìm chính xác, enter. Chúng ta được điểm ứng suất gây lún ở dưới, kéo xuống. Rồi bây giờ chúng ta lại sang là P2I. P2I sẽ bằng P1 cộng cho ứng suất gây lún trên cộng cho ứng suất gây lún dưới chia cho 2. Rồi chúng ta sẽ dùng lệnh không lỗi nếu mà lỗi if raw và dùng hàm làm tròn số sẽ bằng
cái này cộng cho công suất trên cộng công suất dưới, công suất gây lún dưới chia cho 2, phẩy làm tròn 3 số đóng ngoặc, phẩy ngoặc kép đóng ngoặc tiếp, enter, chúng ta được công suất gây lún ở dưới và P2 chúng ta được công suất P2. Rồi sau khi xong chúng ta lại chạy sang bên này PI trước BI sau. Đây là cái hàm dò tìm, chúng ta sẽ dùng hàm dò tìm theo PI 1 và PI 2 này. Chúng ta sẽ dùng hàm rowdown với PI trước, chúng ta sẽ dùng hàm rowdown row rồi tìm theo đâu ạ? Tìm theo P này, P 1 phẩy không, chúng ta kéo xuống và P sau chúng ta sẽ dùng hàm row úp, row úp nha các bạn, nhớ tên là row úp, row úp. Đây rồi. Tab E4 quay không. Sau đó đóng ngoặc. Chúng ta sẽ được nhập được điểm 1. Cái này là làm tròn xuống số dưới là số 0. Còn cái lệnh này, hàm này là dùng làm tròn lên số. Các bạn có thể thấy nó sẽ làm tròn về số 0 này. Còn cái này nó sẽ làm tròn lên số 1. Đó. Tiếp tục. E trước E sau là sao? E trước E sau chúng ta sẽ tìm theo cái tên E đã lập bảng ở trước đó là tên 0L1. Chúng ta sẽ tra E. Chúng ta sẽ dùng hàm VLOOKUP để chúng ta tìm kiếm. VLOOKUP đây, chúng ta sẽ tìm theo P trước và P sau đây, không này, và này, B đây, tìm theo P trước và P sau và tìm theo lớp đất, phẩy lọc E, chúng ta vừa nãy đặt tên là lọc E, phẩy 2 cột số 2 tìm chính xác thì cái bài Excel này lúc này thì nó hơi dài, các bạn cố gắng làm đầy đủ thì sẽ hiểu thôi. Các bạn chú ý là phải làm nha, không làm mà xem thì nó buồn ngủ lắm, các bạn phải làm thật sự, nếu không làm mà chỉ xem video nó rất buồn ngủ. Rồi chúng ta sẽ về sau và các bạn có thắc mắc gì các bạn cứ bình luận comment ở dưới, mình có thời gian rảnh mình sẽ trả lời bình luận cho các bạn. Cột số 2 thì chính xác, enter, rồi chúng ta có một bảng tính lún sau. Sau khi có được E trước E sau, rồi chúng ta sẽ dò cái hàm này theo cái điều kiện này, theo cái điều kiện này chúng ta sẽ bằng row làm tròn số và chúng ta sẽ dùng hàm for record để chúng ta nội suy ra cái MOI F O K tab, rồi nội suy theo đây là vậy. Quét cái này, phẩy, quét cái này nữa, 3 làm tròn số đến số 3, và enter. Chúng ta đang gặp lỗi row for
4, 4. À, chúng ta chưa đóng ngoặc cái dấu này. Đây chúng ta chưa đóng ngoặc. Đây. Chưa đúng ngoặc. Đây. Chưa đóng ngoặc thì chúng ta cũng bị lỗi. Các bạn để ý là dấu ngoặc nó sẽ báo lỗi. Rồi tiếp tục cái phần này. Thì phần này nó cũng giống như phần này đấy, nó cũng nhập theo cái này thôi. Theo cái này thôi. À, bây giờ chúng ta sẽ nhập cái này theo cái này. Rồi. Chúng ta sẽ bằng cái lệnh hồi nãy là rowdown. Rowdown. À, chính xác này. 2 con số làm tròn xuống số 2. Vậy 0. Đó. Kéo xuống. Cái nào là row up. Row up. F. Đây. Vậy 0. Đây là làm tròn lên. Rồi. Tương tự phía trước này nó cũng giống vậy. Đó. Các bạn có thể dùng hàm VLOOKUP để chúng ta tìm kiếm. VLOOKUP. Rồi. Hàm này. Vậy. Lọc E. 2. Vậy chính xác. Cái này là sao? Cái này là V4 và nha các bạn. Tìm theo cái tên nha. Cái này là tìm theo cái tên. Đây. Để lấp đất. L1. Enter. Ta tìm ra cái E sau, E trước. Các bạn tìm xong cái bảng này, các bạn có thể đối chiếu với tính E bên này. Các bạn sẽ ra kết quả thôi. Cái này cũng tương tự, cũng bằng VLOOKUP. Đây, đây, phần sau. Và bên này phải lọc E. Phải 2. Tìm chính xác. Ok, trả lại. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tính cái này theo cái này. Chúng ta cũng sẽ tính E2i này dùng lệnh forex cut và hàm row. Rồi bắt đầu bằng row. Rất là mệt các bạn ơi. Chúng ta làm một lần và chúng ta for làm một lần và dùng nó suốt đời. F4. Đây chúng ta sẽ tính theo P2i. Phải E2i trước và E2i sau. Phải P2i trước và P2 trước và P2 sau. Vậy chúng ta sẽ đóng mặt lại. Chúng ta không phải nhé. Vậy làm tròn thành số 3. 3 số. Enter. Rồi. Đó. Vậy là nó chính xác rồi. Tiếp theo là mục đích cuối cùng của chúng ta là tính tổng độ lớn. Thì tổng độ lớn có trong giáo trình công thức của nó là SI bằng E1i trừ E2i chia cho 1 cộng E1i và nhân cho HI. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm theo công thức của nó. Ta bắt đầu là hàm row bằng row làm tròn số thêm một dấu ngoặc E1i. Đây. Từ E2i. Đây. Đóng ngoặc lại. Chia cho
chưa 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 có bạn chia không được, chia không được. Bây giờ mình sẽ nhân trước đây, nhân cho HI này và sau đó chia. Chúng ta đóng ngoặc thì chúng ta chia này, 1 cộng với đâu cộng với 1 y e 1 y cộng với e 1 y theo công thức là e 1 y rồi khuấy làm tròn đến số 3 và con số chúng ta đóng ngoặc. Rồi chúng ta được độ lún của nó là 1,5 cm. Chúng ta kéo xuống đây đó, độ lún giảm dần, độ lún giảm dần, thấy không các bạn thấy không, độ lún giảm dần. Tổng độ lún thì chúng ta cũng dùng hàm rho và sun, hàm làm tròn số. Các bạn có thể không làm tròn số cũng được, thích thì các bạn nhập bằng ngay lập tức luôn và sum luôn, bằng sum luôn, nhưng mà mình sẽ làm tròn số. Rồi kéo từ đây cột cái này xuống cột cái này, rồi đóng ngoặc lại, khuấy 3 làm tròn 3 số và chúng ta được độ lún của nó là 6,7 cm, gần ngưỡng 8 cm. Rồi và đây là bài tập chương 2 của mình, bài tập chương 2 tính độ lún móng đơn. Lưu ý các bạn là nó hơi dài một tí, nhưng mà tính được xong thì chúng ta sẽ dùng suốt cả cuộc đời. Thì bài tập chương 3 của mình tính lún móng đơn đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nhớ đăng ký để cập nhật những bài học tiếp theo. Cảm ơn các bạn.